mà vừa đau nè, rồi vừa đói nè, thì em có còn nhớ là những cái cơn hành hạ tại vài tiếng đồng hồ mình chịu đựng nó như thế nào, lúc đó có đói không? Dạ đói là tất nhiên rồi, rất là đói luôn, muốn ăn lắm, nhưng mà em cứ ngồi em nói với ngoại, trời ơi biết vậy nghe lời ngoại có phải hơn không? Vậy là bây giờ đó, cãi thầy là núi đè. Cãi thầy là núi đè. Thế rồi bao lâu thì em mới xanh được? Cũng phải 5-6 tiếng sau đó em mới xanh chị. Nhưng mà tại vì cái tâm lý lần đầu làm mẹ của mình mà em thấy nó dài như là cả một ngày trời vậy đó chị. Chị là gần 40 tiếng nè. Trời ơi dễ thế. Từ lúc mà em có dấu xanh cho tới cái lúc mà em xanh á, thì nó có khó khăn hay không? Bởi vì với một cái cơ thể quá nhỏ như em thì cái chuyện mà em bé ra đời nó có gây khó khăn gì cho em không? Dạ cái này cũng vui lắm nữa nè chị. Tức là khi mà bầu á là em đã thấy em cảm nhận được là em nhỏ quá rồi thì em không có biết là mình sẽ xanh như thế nào hay mình sẽ xanh theo cách nào. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến tất cả các quý vị đang xem chương trình. Xin kính chào chị Tô Nhi A, chào chị Ngọc Lan, mình là Foxy, mà anh chị có thể gọi em là Như cho dễ cũng được. Năm nay thì em 23 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Ồ, mới vừa nghe giọng của một bạn nhỏ. Dạ xin giới thiệu với lại chị Tô Nha, chị Ngọc Lan và tất cả mọi người, đây là bé nhà em. Hello con. Con nói hello đây nè. Hello. Con hello, say hello. Bé tên Danny và bé năm nay được gần 3 tuổi. Tức là cái hành trình mang thai của em cách đây là 4 năm. Dạ. Vậy thì bây giờ mình sẽ quay ngược trở lại cái thời gian 4 năm về trước để chúng ta có thể biết được cái ngày định mệnh khi mà em biết tin mình mang thai nó là như thế nào. Nó cũng rất là tình cờ thôi chị, bọn em chưa có cưới hỏi gì hết. Bọn em đang trên cái bờ vực gọi là cãi vã, và cái lúc đó là bọn em rất là muốn chia tay nhau rồi chán nhau lắm rồi đó. Thì có tin bé đến chị. Hay quá, chán nhau lắm mà không muốn nhìn mặt nhau mà đùm một cái có tin. Tấm em nó sẽ dở dở ương ương vào một cái kỳ trong tháng cố định. Là ảnh biết như vậy rồi, ảnh là một người bạn trai cũng khá là tâm lý chứ không phải không. Là ảnh đã nghĩ là tới con bé này chắc là nó tới chu kỳ của nó thì nó tự nhiên nó bộc phát thôi chứ cũng không có gì. Thì ảnh mới sực nhớ lại, ảnh hỏi em, ủa chứ đã em đã rụng dâu chưa? Cái em mới nói là em cũng chưa luôn. Ủa xem thấy lâu quá rồi em. Anh cũng nghi nghi rồi đó. Bây giờ không ấy thì anh sẽ mua que về cho em thử. Thì em cũng thử thôi. Thì nó đã là 9% rồi. Khi mà ảnh cầm cái que lên thì những cái mâu thuẫn, những cái dùng dằn trước đó nó dừng lại hết. Ảnh bắt đầu mềm xuống. Anh nói một câu như thế này, lúc đó em còn nhớ là anh có thể lo cho hai mẹ con em hoặc là chu cấp cho em bất kỳ những gì em muốn. Em cứ ở lại, anh đi để cho em vui cũng được. Rồi em có thể suy nghĩ tiếp, mình có thể nào mà quay lại hay là có thể nào tiếp tục cái câu chuyện này, còn không thì thôi, đó là quyền của em. Nhưng mà anh đã hứa là anh sẽ chịu trách nhiệm. Rồi anh đi thì em cũng cho anh đi luôn. Mới gây lộn xong mình vẫn chưa có xuống được đâu. Rồi ảnh đi thì lúc đó là ảnh đã book vé rồi đi Philippines. Trước khi đi thì ảnh nói là ảnh vẫn muốn chắc cú thêm về cái sức khỏe của em thôi. Thì ảnh nói là nên đi bệnh viện để check thêm một lần nữa. Dạ sau đó thì em đi bệnh viện và kiểm tra thì tất nhiên là nó là đã có bé. Tôi nói thiệt nha, một cái người yêu, một cái anh người yêu mà khi thấy bạn gái của mình đã bắt đầu lên cơn, có dấu hiệu cấu xé, chửi bới, mà có thể hỏi một cái câu là em rụng dâu chưa, không phải là một người đơn giản. Nghe nó rất là bình thường nhưng mà nó thể hiện sự thấu hiểu, nó thể hiện sự biết chuyện. Và ở đó người ta đủ bình tĩnh để người ta biết rằng người ta có thể đối diện với chuyện gì. Cho nên chị nghĩ là dù cho anh ấy đi Singapore hay là đi về quê luôn, đối với Như chắc là Như không sợ hãi đâu. Bởi vì Như biết là cái người này trách nhiệm như thế nào, và bạn ấy sẽ tập trung lo cho mình và con thôi. Đúng y chang như là lời của chị tôi nghe nói luôn. Là sau một tuần đó là ảnh đã muốn quay về rồi. Em thấy được cái điều đó và em mở lời luôn. Cái quá trình 9 tháng 10 ngày đó của em nó có suôn sẻ hay không? Thì lúc mà em mang thai cũng như hiện tại luôn là em chỉ có 38kg thôi. Và tới khi mà lên bàn mổ luôn thì hai mẹ con em chỉ vỏn vẹn 50kg thôi. Và em cũng đã rất nỗ lực ăn uống nhiều để cho bé. Tại vì khi mà em đã tâm niệm là mẹ rồi thì tất cả những gì tốt nhất đều cho con mình rồi đó. Thai kỳ là không có tháng nào mà em không đi khám hết. Thứ nhất em kiểm tra về tình trạng của bé. Thứ hai là vì em khi mà em mang bé thì em mắc bệnh phụ khoa chị. Nhất là người phụ nữ Việt Nam, họ thường hay có những cái gọi là những cái kiêng cữ của người châu Á.
thì với một anh chồng Tây như thế thì nó có khác biệt nhau về cái việc là chăm sóc một người vợ Việt Nam có bầu không? Khi mà em độ tuổi quá nhỏ, em chắc em cả bản thân em cũng chưa biết được tất cả những cái kiêng cữ của mẹ bầu hết được đâu. Ảnh cũng không luôn, ảnh cũng rất là vô tư luôn. Ví dụ em chỉ uống nước dừa thôi, 1-2 tháng đầu tiên là ảnh liên tục ảnh mua nước dừa cho em. Là anh nói là uống đi cho mát, em cũng uống luôn. Rồi xong thì có một cái bà bán nước dừa mới thấy em, thấy chồng con cũng mua nước dừa hoài, rồi con cũng mua nước dừa hoài, hai vợ chồng thích uống nước dừa lắm hả? Rồi em đang bầu đó là mua để cho uống đi cho nó mát. Bà bán nước dừa bà mới hết hồ luôn, bà mới giật mình luôn, mới nói ủa chứ bầu bao nhiêu tháng rồi? Ý là em nói là mới có hơn tháng à. Bà nói trời ngưng liền, thôi thôi đừng uống nữa, đừng uống nữa, đừng uống nữa hết cái này rồi, thôi 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 đừng uống nữa. Là lúc đó em mới lên trên mạng em kiếm em coi, chứ thật sự là em cũng không biết luôn. Rồi sau đó là chúng ta có những cái động thái ví dụ như là search Google để mà biết cái cách chăm sóc cho một người mang thai không? Dạ, search Google là chắc chắn là chị lúc nào cũng ăn uống cái gì là em lật đật em lên em search Google. Rồi ảnh search coi là cái gì bổ rồi ảnh mua cho em. Giống như là em không ăn sáng thì anh nói bây giờ nếu mà em không ăn sáng thì em ăn sữa chua đi. Em nói ủa có ai đời mà sáng sớm ngủ dậy ăn sữa chua. Ảnh mua hạt, mua sữa chua cho em ăn. Ảnh nói là ăn sữa chua nhiều lên đi, nó sẽ tốt cho cái bệnh của em là bệnh phụ khoa đó. À, như biết không, khi mà mình mang bầu á, mình sẽ có những cái tuyển tập bí kíp xung quanh mình là ngoài chị Google thì chúng ta còn những người chị và những người mẹ để chúng ta hay hỏi là con vậy vậy, rồi con mang bầu vậy vậy. Bởi vì nếu như mà chúng ta có một cái sự đồng thuận và hỗ trợ á, thì đôi khi cái việc uống nước dừa nó đã được cản ngay từ đầu luôn. Với những cái trải nghiệm của những người mẹ, người chị xung quanh mình, vậy thì một cái bối cảnh gia đình tí xíu đi, lúc đó gia đình mình phản ứng như thế nào như ha? Khi mà em đã chọn sống với bạn trai rồi á, là lúc đó là em cũng đã tách biệt khỏi gia đình rồi, em tự lập khi mà em đã qua cái độ tuổi 18 tuổi rồi. Thật sự mà nói thì em không có thân với mẹ hay là em cũng không có chị luôn, em là con một. Mà từ nhỏ đến lớn là em đã ở, em sống với bà. Biết là bà lớn tuổi rồi, bà sẽ không cầm điện thoại thường xuyên đâu. Mà em sẽ cũng không có chút gọi bà cái này cái kia làm như thế nào đó. Em cảm thấy là điều đó thì nó hơi phiền bà một xíu. Hai bạn chăm cái bào thai nó một cách rất là tự nhiên, nó cũng không quá bị áp lực bởi những cái yếu tố người thân xung quanh, cũng không bị áp lực bởi những cái yếu tố mà Google ở trên mạng. Cái ngày mà em chụp đi xanh á, nó có cái dấu hiệu gì hay không? Dạ, cái này thì nó cũng khá là vui nữa chị. 3 tháng cuối cùng em nhờ ngoại em để lên trên thành phố để cùng ở lại với vợ chồng em. Lúc đó cũng sáng sớm là 5-6 giờ sáng vậy đó, em rất là đau bụng râm ran luôn. Cảm giác giống như là mình muốn đi vệ sinh vậy đó chị. Rồi đi ra đi vô, đi ra đi vô, đi ra đi vô. Trong thời gian thai kỳ em cũng mắc táo bón á chị. Xong rồi em mới hỏi ngoại là có khi nào mình bị lại gì không, tại vì nãy giờ em không có đi vệ sinh được. Thì ngoại em nghe là biết, kinh nghiệm mà, kinh nghiệm 10 đứa con mà, kinh nghiệm 10 đứa con mà. Ngoại mới nói một câu, thôi được rồi, bây giờ đi vô tắm rửa rồi ăn uống, nhắc kỹ là tắm rửa rồi ăn uống nha. Nhưng mà em không chịu nghe, em nói thôi không có ăn, em ăn có miếng bánh à, rồi em cũng không tắm không rửa gì luôn. Nhưng hai chị biết là sau khi mình sanh xong á, theo cái tờ phong tục của Việt Nam mình, nó sẽ kiêng kỵ tắm gội trong một khoảng thời gian đó đó, cho nên ngoại em đã có cái lời nhắc tiên tri trước vậy luôn, nhưng mà em không nghe. Rồi cả gia đình kéo nhau đến bệnh viện, thì sau khi mà làm xong hết thủ tục rồi, bác sĩ khám qua một lượt rồi, vừa hộ sanh vừa mới bỏ em lên xe là mới có dấu sanh. Theo như chị nhớ là em đã không có ăn, mình đã đi ngược lại lời tiên tri của ngoại. Vậy thì bây giờ cái cảm giác mà vừa đau nè, rồi vừa đói nè, thì em có còn nhớ là những cái cơn hành hạ tại vài tiếng đồng hồ mà mình chịu đựng nó như thế nào không? Lúc đó có đói không? Dạ đói là tất nhiên rồi, rất là đói luôn, muốn ăn lắm, nhưng mà em cứ ngồi em nói với ngoại, trời ơi biết vậy nghe lời ngoại có phải hơn không? Vậy là bây giờ đó, cãi thầy là núi đè. Cãi thầy là núi đè. Thế rồi bao lâu thì em mới sanh được? Cũng phải 5-6 tiếng sau đó em mới sanh đó chị. Nhưng mà tại vì cái tâm lý lần đầu làm mẹ của mình mà em thấy nó dài như là cả một ngày trời vậy đó chị. Chị là gần 40 tiếng nè. Trời ơi dễ mấy. Từ lúc mà em có dấu sanh cho tới cái lúc mà em sanh á, thì nó có khó khăn hay không? Bởi vì với một cái cơ thể quá nhỏ như em thì cái chuyện mà em bé ra đời nó có gây khó khăn gì cho em không? Dạ cái này cũng vui lắm nữa nè chị. Tức là khi mà bầu á là em đã thấy, em cảm nhận được là em nhỏ quá rồi, thì em không có biết là mình sẽ sanh như thế nào ha, mình sẽ sanh theo cách nào. Rồi em cứ đi hỏi nhiều bạn bè của em thì có người nói
thôi sao mày không mổ đi, mổ tao thấy ổng đau, tao kêu là gói xanh không đau đó. Thì em cũng nghe lời vậy em đi hỏi, em bị bác sĩ la quá trời luôn. Bác sĩ kêu, trời ơi, bác sĩ đã khám cho em bao nhiêu tháng rồi, thấy cái cơ địa của em bình thường, em có thể sanh thường được. Mỗi lần năn nỉ là cũng em biết cái câu trả lời rồi, nhưng mà em vẫn cứ năn nỉ, rồi chồng em thấy em vậy cũng theo em luôn, cũng năn nỉ bác sĩ giùm em luôn, nhưng bác sĩ cũng không chịu. Rồi tới cái lúc sanh luôn em vẫn cứ năn nỉ bác sĩ ơi cho em mổ luôn, bác sĩ không là không mà còn la em nữa. Người ta đã nói đẻ thường được rồi, mổ mổ cái gì. Rồi xong cũng phải cũng lừa em nữa, cũng đi vô cũng kêu hộ tá vô là bắt đầu tháo hết trang sức ra đi. Lúc đó là em xỏ khuyên hơi nhiều á chị, tại vì em cũng cái ngành nghề của em nó làm bên xăm nghệ thuật tattoo các thứ rồi mà. Là em nghe vậy em mừng lắm, em tháo ra, tháo lật đật tháo ra hết, từ khuyên tai khuyên rốn khuyên lưỡi gì em tháo ra hết. Cuối cùng không phải mổ. Với cái tâm lý là luôn luôn muốn sanh mổ để đỡ đau, thì cái thực tế nó là em phải sanh thường. Vậy thì khi mà cái cảm giác mà em bé nó vừa tọt ra khỏi cái cơ thể của mình và ẵm lên để trên cái người của mình á, lần đầu tiên em nhìn thấy con mình, tâm trạng của em như thế nào? Chị ơi, lúc mà bé vừa thọt ra giống như là một cái gì đó nó rất là nhẹ nhàng luôn á chị, và em rất là xúc động luôn, cả chồng em lẫn em đều bật khóc luôn. Tất cả mọi cơn đau tự nhiên nó biến mất luôn chị ơi, lúc đó không còn cảm giác gì luôn, em chỉ muốn ôm bé vào lòng thôi. Thì bác sĩ cũng hiểu được và đặt bé lên trên ngực em ngay luôn. Chị là một cái người sanh thường thì chị cũng hiểu được cái cảm giác đó của em. Ở đây chị tôi Nha không hiểu được đâu. Đúng rồi, hai lần sinh mổ, cho nên hồi nãy mà khi Như nói là trời em cứ phải đi theo em xin bác sĩ là cho em sinh mổ đi, chị nói kiểu gì cũng bị la nè, kiểu gì cũng bị la. Do em nói là tháng nào em cũng đi kiểm tra, có nghĩa là cái thai kỳ của em là em quan sát rất là chặt chẽ bởi bác sĩ rồi, thì người ta cũng đã nhìn ra được cái thông số sinh thường của em nó lý tưởng rồi, em đi sinh mổ. Cuối cùng rồi thì cái việc mà sinh mà gọi là sinh tự nhiên á, nó vẫn là một cái phương pháp nó tốt cho cả bé lẫn mẹ. Thường người ta bàn tới mổ là trong trường hợp bất khả kháng thôi, và tôi bất khả kháng mấy người ơi, đừng. Thường á thì các bạn mà con lai á thì nó sẽ có những cái vượt trội về thể chất. Như vậy nếu mà mình mới sinh á, mình da kề da với con như vậy nè, thì cái cảm nhận của em về sự hình dung trước đó với đây con chào đời rồi đây, hình ảnh nó có khớp không? Dạ cái này em thấy là nó cũng ngỡ ngàng thiệt sự á chị. Thật sự con mình mà thì mình rất là tưởng tượng chứ. Trời ơi, chắc sẽ bé như thiên thần như trong phim á. Lúc mà em xem rất là nhiều cảnh sanh đẻ, thấy đưa đứa bé rồi sạch sẽ trắng trẻo rồi cất tiếng khóc rồi đó, rồi dễ thương lắm nha. Tới lượt con mình, trời ơi. Em phải nói là khác xa với tưởng tượng của em thì không nói nhiều đi, nhưng mà ảnh khóc quá trời luôn chị ơi. Mà ảnh không có trắng. Ủa sao em nghĩ trong đầu hoài mà ảnh không có trắng gì ta? Ủa sao không trắng thôi, sao đỏ chét vậy à? Ủa sao nó không giống như trong phim vậy trời? Em có hỏi bác sĩ thì bác sĩ trả lời tại vì quá trắng đi, thì lúc đó nó chưa có cái sắc tố trắng thì nó là màu đỏ. Rồi sau đó thì ổng vàng, ổng chuyển qua vàng, rồi sau tới mãi sau này ổng mới trắng ra được. Ổng trắng đến nỗi mà đi đâu ai cũng kêu trắng quá luôn. Chị chỉ cần chú ý tới nước da thôi, còn coi như là mẹ thì cho ra rìa, không có nhớ tới mẹ nữa. Có người thì sinh mổ sẽ rất đau, nhưng mà có người thì khi mà sinh mổ xong á, thì cái việc hồi phục của họ nó nhanh á, thì họ lại chăm em bé sau sinh lại đôi khi tốt hơn một bạn sanh thường. Bao nhiêu ngày sau thì em thấy là ok, mình phục hồi và cái hành trình chăm con sau đó như thế nào? Em cũng có những cái rắc rối của sinh thường chứ cũng không phải không. Em rặn quá nhiều á, tại vì cơn đau nó tới em không thể kìm được. Bác sĩ bảo là đừng có rặn, mà cái phản ứng tự nhiên của mình mà là em rặn quá nên là nó đã bị, sau một tuần sau đó em mới phát hiện được là em bị trĩ á chị. Thì là em không thể ngồi cho bé ti mẹ được. Nhưng mà lúc mà ngay từ trong bệnh viện là em đã có sữa rồi, nên là em có thể cho bé nằm bú rất là bình thường rồi. Rồi em cái cơn đau của cái tầng sinh môn thì cái vết đã cắt đó nó rất là đau luôn. Chồng em cũng rất là sốt ruột luôn. Mỗi lần em thấy đau quá em cứ đi chậm chậm từng bước mà em đi vô trong nhà vệ sinh là ảnh cũng cuống quýt. Em nói anh còn em có cần giúp gì không? Nhưng mà lúc đó bắt đầu là em cảm giác như là em đã thay đổi rồi. Em cái tâm lý của em nó không có được bình thường lắm đâu. Em nói là thôi để em làm một mình, là em đang buồn trong người em đó, em rất là tự ti luôn. Cái khúc đó là em bắt đầu em cảm thấy là có những cái tâm lý của người làm mẹ nó đã ập tới rồi đó. Thực ra là trĩ sau sinh là một vấn đề khá lớn đó,
bản thân cái gọi là cái chứng bệnh trĩ nó đã là một cái chướng ngại rất là lớn cho sinh hoạt bình thường của một người bình thường. Nhưng mà bây giờ một bà mẹ sau sinh mà gặp thêm chuyện này nữa thì cái khả năng đó, tức là cái sự khó chịu về mặt cơ thể đó, nó rất là dễ dẫn đến những cái cơn trầm cảm và rối loạn lo âu. Mỗi khi mà mình rơi vào những cái trạng thái lo âu như vậy và khả năng là nó sẽ kéo theo cái bệnh trầm cảm, thì nó biểu hiện bằng những cái hành động và những cái sự việc cụ thể nó như thế nào? Em nhớ thì là em thấy chán ghét chồng em không muốn nhìn mặt ổng. Mặc dù là ổng lăng xăng hăng hái ổng giúp em đó, ổng cứ chạy ra chạy vô hỏi em cần giúp gì không, hay là anh giặt giũ đồ này nọ cho anh, ảnh cũng cảm thấy rất là bình thường. Nhưng mà em không, cái lúc bầu thì em cần ảnh bao nhiêu, em đi chung với ảnh ăn uống rồi lúc nào hai vợ chồng cũng rủ rê nhau tỉ tê nhau không có rời. Mà khi bầu xong em chỉ muốn một mình em thôi à, chứ người ta là người ta cần chồng ở để giúp đỡ, còn em không. Em cảm thấy là anh không thể là một cái người nào đó chia sẻ cái chuyện này với em, anh không thể. Em cứ nghĩ trong đầu vậy đó, anh là một người đàn ông thì anh làm gì biết. Em mắc cỡ, em tự ái, em không có muốn anh nhìn thấy những cái đó. Lúc bình thường thì anh thấy em ngang ngược, anh thấy em tự kiêu, anh thấy em xinh đẹp vậy đó. Mà bây giờ em sanh xong cái em vậy rồi, em không có được mạnh mẽ nữa. Em không muốn anh nhìn thấy những cảnh này, em đuổi anh đi hết. Nhưng mà em có nói hết tất cả những cái tâm sinh lý của em cho chồng em nghe không? Dạ không, lúc này em cũng không muốn anh biết luôn. Em nghĩ lúc đó là ảnh sẽ nghĩ chuyện đó bình thường. Ai mà chả làm mẹ, ai mà chả có giai đoạn đó, người ta cũng sẽ vượt qua. Em nghĩ trong đầu là ảnh sẽ nghĩ như vậy á. Nó kéo dài bao lâu? Tâm lý của mình nó chỉ ở đó khi mà cái cơ thể mình nó chưa hồi phục á. Còn sau khi đó cái cơ thể dần hồi phục rồi thì em thấy nó cũng nới lỏng ra dần. Rồi em cũng trở lại cái sự tự tin của mình. Nhưng mà cũng chưa được nhiều, nhưng mà em cũng thấy là nó có đỡ hơn. Cũng nhờ bà ngoại cho em những cái lời khuyên. Họ nói là cũng không có sao đâu, người ta thương mình nên là người ta mới như vậy, chứ không phải gì. Bà ngoại thì cũng quyết định ở lại với em. Mới đầu thì dự tính là một tháng thôi đó, nhưng mà thật sự thì nó lên tới 3 tháng lần chị. Chị nghĩ như thì bây giờ qua rồi đúng không? Nhưng mà những bạn sắp thì có thể cần. Và bây giờ chúng ta hiểu là vì sao bà cố đã phải ở lại 3 tháng chứ không phải 1 tháng rồi đó mọi người. Ví dụ như là cái cảm giác sinh nở thì Như sẽ nhìn thấy rằng là ủa anh làm sao hiểu được, anh có đẻ đâu. Cái thứ hai đó là ví dụ như là cái bệnh mà mình gọi là bệnh trĩ sau sinh đi, nó là một cái bệnh mà mình tự cảm nhiệm được là cái cơ thể tôi hiểu chứ không ai hiểu được hết. Và tất cả những cái điều đó mình có cảm giác là mình bị cô độc hết. Và chị hay gọi đó là sự cô độc ồn ào, không có thiếu người. Nhưng mà không có cảm giác mà ai có thể chia sẻ được với mình cái điều này. Bằng một cách nào đó là Như đã tự chữa làm, Như đã tự vượt qua bằng cái bản lĩnh của mình. Nhưng mà những cái bạn khác, những cái mẹ bỉm sữa khác thì mình nghĩ là giai đoạn này nè, thực ra cái việc chia sẻ nó quan trọng lắm. Nếu như ngại với ai thì thôi chọn một cái người khác mình đỡ ngại hơn. Nhưng chắc chắn một điều là phải tải thông tin này ra. Thế là chúng ta đang gặp cái chướng ngại gì mà chúng ta tìm một người để chúng ta nói, cái người kia hiểu hay không tính sau. Cái thứ hai đó là có những cái khó khăn mà nó buộc phải hỗ trợ bằng cách trị liệu thì lúc này phải chữa, chứ bây giờ ôm cái nỗi đau đó rồi nó không có tự hết. Thì khi mà mình tìm một người mình nói thì có thể là mình sẽ nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn. May mắn là Như có bà ngoại có thể chia sẻ được, và bà ngoại đã cho Như những cái lời khuyên nó rất là hữu ích. Thế thì cho chị hỏi một cái vấn đề, đó là cái câu chuyện nuôi con, nuôi một đứa trẻ con giữa hai cái thế hệ, cái này là phải ba thế hệ, và với hai cái nền văn hóa khác nhau, thì cái gia đình của em trong cái giai đoạn mình nuôi em bé có bà ngoại nè, có chồng em nè, có em nè, thì nó có êm đềm hay không, hay là nó có mâu thuẫn hay không? Tất nhiên là sẽ không có êm đềm rồi, nhưng mà cái sự mâu thuẫn thì nó cũng nằm trong tầm kiểm soát, chứ nó không có quá mức lắm. Đối với em thì em là một người mới hoàn toàn, rồi và trẻ nữa, thì em cũng không thể nói được nhiều, em chỉ có thể là nghe theo. Và em cũng sẽ phải chọn giữa hai luồng ý kiến mình nên nghe bên nào đây. Một người thì là khoa học, là tay, là tâm tiến, một người là đã trải qua nhiều đời. Em sẽ phải cân nhắc chọn lọc để cho khỏi mít lòng hai bên, có rất nhiều chuyện xảy ra trong gia đình. Em may mắn thêm một cái nữa là ngoại em không phải là người quá cổ hủ. Ngoại luôn khuyên em những cái cách của ngoại trước, rồi ngoại thấy có lý thì ngoại sẽ để em làm. Ví dụ như là ngoại sẽ nói em bé đổ ghèn nhiều quá, thôi không ấy, mình nuôi con bằng sữa mẹ, mình xịt tia sữa vô, mình rửa mắt cho bé đi. Rồi em cũng hỏi chồng em, rồi em cũng nhẹ nhàng em nói với ngoại là thôi mình không làm cách này, mình làm cách khác đi ngoại. Cho chị hỏi là cái điều gì để khiến cho một cái cô gái rất trẻ như em mà lại có được những cái hành xử nó phải nói là nó rất là đúng, nó rất là tế nhị, và
thậm chí là nó thông minh đến như vậy để có thể giữ được cái hòa khí của gia đình? Dạ, cái này thì cũng do hoàn cảnh của em, từ bé em đã không ở với mẹ và ba, em không có tình thương của gia đình nhiều, em chỉ có ngoại, ngoại làm tất cả cho em, nên nó xuất phát đầu tiên là từ cái tình thương của em đối với ngoại. Cái thứ hai là em ra đời sớm, em vấp ngã rất nhiều, em phải đi làm nhiều nơi, làm nhiều chỗ, và người dân họ cũng sẽ dạy em những cái bài học rất là đắt giá luôn mà em không thể học ở đâu khác. Cái quãng đường đi học của em nó cũng không có được suôn sẻ. Em cũng là một cái cô bé trầm tính, ngang ngược, muốn thể hiện bản thân. Từ đó em rút ra được rất là nhiều cái bài học cho em. Không có nghĩa là biến cố sẽ làm cho tất cả mọi người đều trưởng thành đâu. À, phải có bản lĩnh, giống như Lan nói thì cái biến cố đó chính là những cái chất liệu để mình có thể tôi luyện cái bản lĩnh của mình. Nhưng mà có thêm một điều rất là hay nữa mà trong cái câu chuyện của Như chúng ta nhận ra, đó là cơ bản á, là bạn ấy thương ngoại và bạn đó hiểu tâm lý người già. Thực ra đây không đơn thuần đó là sự xung đột về văn hóa trong việc chăm trẻ sơ sinh đâu, mà nó còn là câu chuyện sống chung với người già đó. Chúng ta có đủ nhạy cảm để hiểu rằng là người già họ có những cái sự tủi thân của họ hay không, và đặc biệt một điều đó là mình cần họ. Đây là một cái điều mà từ câu chuyện của Như chị cảm thấy thú vị ở chỗ gì nè. Như rất fair play, Như chơi một cuộc chơi rất đẹp là gì? Rõ ràng mình cần ngoại, mình giữ ngoại ở lại thì mình phải có một cái sự nhường bước nhất định. Chứ bây giờ không, cái cuộc chơi mà bạn muốn là bạn vừa được chăm mà bạn vừa thắng mà mọi người phải theo bạn nữa thì ai chơi cho lại. Nhưng mà có rất nhiều bạn như vậy, có rất nhiều bạn là không phải theo ý của mình, nhưng rõ ràng trong hoàn cảnh của các bạn thì các bạn lại đang phụ thuộc, các bạn lại phải cậy nhờ người ta mà các bạn vẫn muốn theo ý các bạn, thì cái cuộc chơi này nó hơi khó bền nha. Em có thể tự nhận xét về bản thân của mình từ sau khi mà em có con, cuộc sống của em nó có thay đổi và ngay cả chính bản thân của em nó có điều gì thay đổi hay không? Dạ, từ sau khi có con em thay đổi rất nhiều luôn. Trước đó thì về ngoại hình, tính cách, đầu tiên đây là hai cái mặt dễ thấy nhất. Ngoại hình thì cái trước đó cái thời trang, nên nói tới cái thời trang nên nó hơi lo cho một xíu, không phải em nói tất cả nhưng mà đa số là cái tính chất công việc nó như vậy rồi, nó sẽ hip hop, nó sẽ bụi bặm. Mà khi mình có con rồi thì tất nhiên vẫn giữ cái chất đó, nhưng mà mình tém lại, mình thay đổi một tí cho nó phù hợp với những cái hoàn cảnh đó. Rồi còn tính cách thì mình bây giờ lúc này mình là một người mẹ rồi, mình đã có một cái bước trưởng thành hơn rồi. Hồi đó thì em nghĩ ủa, mỗi lần em đi ngoài đường chồng em với em á là không có bao giờ đâu mà người ta biết là hai người yêu thương nhau đâu, người ta cứ nhìn hoài giống như ủa sao giống như cha con quá vậy. Em thì bé xíu siêu như cây kẹo à, còn chồng em thì to cao nữa chứ. Đó là mà sự cái chênh lệch về tuổi tác nữa. Anh đã coi em như người vợ, nhưng mà cái người vợ này không có nghe hàng với anh nhiều đâu, cũng chưa có lớn thật đâu. Nhưng mà bây giờ em đã làm mẹ rồi, em đã thay đổi rồi, em có thể em không ngang với ảnh nhưng mà em cũng là còn chút xíu nữa là bằng ảnh đó. Để em thấy là mình thay đổi vậy. Lúc mà bầu cây gãi vã rất nhiều, em nghĩ cũng xuất phát từ cái độ tuổi thôi, không thông cảm được. Vậy thì nếu như bây giờ mà để cho em nói một cái điều gì đó với một người em cần nói thì em sẽ nói cái gì? Em có thể dành một lúc cho tất cả nhiều người không chị? Được. Mời em. Lời cảm ơn đầu tiên cho bà ngoại em. Bà ngoại em đã chăm sóc em từ nhỏ tới lớn để em có em ngày hôm nay. Bà ngoại em đã cho em có cơ hội để em có thể có một người con, em là bé, em có bé ngày hôm nay, để em đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Lời cảm ơn thứ hai là chồng em, anh luôn là người dành những lời động viên, những lời an ủi. Thậm chí em có làm sai đi thì anh cũng sẽ nói, anh chỉ cho em biết cái chỗ em sai. Anh là một người chồng, anh cũng như là một người bạn. Và em nhắn gửi những cái chị, những bạn, những bé nhỏ đã, đang và sắp có cái dự định để mình có một người bạn đời và có con, có bé, mình nên tin vào bản thân mình trước. Như em có bé thì em không có chuẩn bị gì hết, nhưng mà em tin rằng bản thân em có thể là một người mẹ tốt. Một lời nhắn gửi rất là hay, rất là nhiều ý nghĩa nha ha. Mình cứ tin vào bản thân của mình trước thì mình sẽ làm được hết tất cả mọi việc. Rất là cảm ơn bạn đã nhận lời tham gia chương trình ở trong một cái hoàn cảnh dịch Covid nó rất là biến động như thế này. Và chỉ mong rằng là với những
những cái câu chuyện của những cái bà mẹ bỉm sữa khách mời ở trong chương trình sẽ một phần nào đó để cho quý vị có thể giải tỏa được những cái nguồn năng lượng tiêu cực mà chúng ta đang hiện có, để mà chúng ta có thể tiếp thu được những cái nguồn năng lượng tích cực. Một lần nữa xin được cảm ơn Như, và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình.